tiếp tục mình lên cái video ha. Mình chào anh chị các bạn ha. Trời mình ở đây ở Sài Gòn đang mưa nha anh em. Mình cố gắng nói lớn thì anh em cố gắng nghe rõ giúp mình ha. Có nhỏ thì anh em thông cảm giúp mình ha. Thì ai mới xem kênh lần đầu mà muốn mua hàng á thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh, và đăng ký kênh anh em bấm cái chuông á, khi mình đăng video nữa thì nó mới sẽ thông báo tới tất cả anh em ha. Rồi thì anh em nào mà có lướt qua xem kênh á thì giờ cho mình xin một like ha, để có cái tương tác cái video của mình ha. Rồi tất cả đồ trên đây mình bán và chuyển khoản mình sẽ bao hết tất cả phí vận chuyển nha anh em, dù nặng hay nhẹ ha. Và hôm nay mình có mấy món à đi được buổi sáng thì mình sẽ lên luôn ha. Đó, rồi đầu tiên là mình vô vấn đề chính ha. Đầu tiên là cái số 1 nha anh em. Đây cái mẫu hàng này điện 100V ha, made in Malaysia đàng hoàng ha. Đó, dây nó rất là chắc nha anh em, nó giữ vững ha. Và con này nó có cái đèn báo ở đây ha, và cái tất cả cái nút ở đây á để cho anh em chỉnh ha, chỉnh watt hay gì đó. Cái mẫu hàng này mới rất là mắc tiền nha anh em. Mát tối đa là 420 ha, 600 ha. Đó, từ 200 nha anh em, từ 200 đến 320 ha. Thì đó, thì cầm gọn nhỏ trong tay rất là đẹp ha. Và đầu nó ở đây mình cắm điện sẵn rồi nha anh em. Lưu ý là điện 100V á, đầu mỏ cũng còn là đẹp ha. Và đây cái mã thông số dùng nó là 2014 ngày 5 tháng 3 gì ha. Và đây là cái Hanco gạch 600 ha. 100V 50 60 hạt thì ở đây nó made in Malaysia nha anh em. Mẫu hàng này là made in Malaysia, bên đây nó có chữ rồi nữa ha. Và cũng còn rất là đẹp ha. Đây mình cắm điện nó nóng rồi sẽ đỏ nha anh em. Thì đây mình có chì sẵn rồi mình sẽ thử cho anh em luôn ha, trực tiếp trên đây. Và khi nó sống nó sẽ lên cái đèn này nha anh em. Đó, và anh em chú ý nhìn giúp mình ha. Mình sẽ xả chì cho anh em coi nha. Đó. Đó, rất là nóng ha. Đó, chảy ha, bốc khói nha. Đó. Thì cái này nó rất là nóng, mình sẽ để riêng ra bên ha, mình tắt điện để riêng ra bên nha anh em. Thì cái này có giá cái số 1 là 350 nha anh em. Thì cái bữa nay mình không có ghi ngày trên đây á, thì mình sẽ ghi ngày trên cái đầu tiêu đề clip ha. Cái này là số 1 nha anh em. Số 1 giá là 350 ha. Một cái mỏ hàng của Malaysia có cấp chỉnh nhiệt độ rồi. Đó, dây nó thì nó có sẵn luôn cái giắc nối vậy luôn rồi anh em. Đó. Đó ha. Rồi anh em cứ cắm vô chui dẹp và xài ha. Đó nhà. Đó, thì anh em không thích xài á thì cắm cái này bỏ đi. Đó ha. Cắt cái này bỏ đi, tại vì cái này là dây mát nha. Đó, cái đó không quan trọng. Đó, thì cái này có giá là 350 cho số 1 nha anh em. Cái này nóng thì mình sẽ để riêng bên ha. Rồi số 2 là một cái đồng hồ nha anh em. Đồng hồ này thì nó bị đứt nhẹ cái mặt kính ở đây xíu ha, và nó còn hoạt động ok. Số 2 bán giá là 300 nha. Cái con này mình không có dây nha anh em, dây này nhà mình không có, với lại gì anh em mua pin bỏ vô xài ha. Rồi thì nó đứt nhẹ ở đây miếng ha. Đó, cái này của mét da băng đàng hoàng nha anh em, cái xe gì ha. Cái da băng thì nó có mấy chế độ đo là anh em nhìn ha. Và ở đây là cái gì đó là mình không biết nha, E, B, C gì ha. Và cái công tắc ở đây thì nó lờn nha, nó như vậy, cộng trừ. Và ở đây để chỉnh để cho anh em đo hôm nó ngay vị trí không ha. Và cái nút cái này dặn để cho anh em chỉnh kim nó về ngay ha, bên trong là không bị mất nước nha anh em. Và đây cái này là anh em bẻ lên là để gác á, bẻ nó ra để gác ở dưới đất. Cái này mới da băng ha. Đó thì anh em, cái này mình không có dây nha. Đó, dây nó dài dây chọt cả về, thì mình sẽ test cái này cho anh em coi. Về anh em mua pin bỏ vô xài luôn ha. Cái này có giá là 300 nha anh em, cái đồng hồ này giá 300 ha. Đó thì mình sẽ test đây cho anh em coi ha. Đây thì mình sẽ làm thử hai cọng dây để mình test á. Thì mình cái này dây đen là dây trừ, dây đỏ là dây cộng. Cái này thì đây là điện 100V ha. Mình sẽ đo thử cho anh em coi luôn ha. Đây, mình dặn đúng chế độ nha anh em. Đó. Bên đây là DC, bên đây là AC, mình dặn lại ha. Đó, tại điện nhà mình nó ở đây nè, mình sẽ test cho anh em là điện nó 100V 110 ha, là nó sẽ lên khoảng 120V luôn. Tại vì điện nó mạnh đó. Đó. Điện nó mạnh nó sẽ lên khoảng 120V. Cái này nó cũng hơi nguy hiểm tí nha anh em, tại mình đó, đồng hồ thì nó gần về vị trí không rồi ha nha anh em. Đây thì cái này nó bị lỏng cái dây á, nguy hiểm nha. Đây lỏng dây nè, đó. Mình đang dặn cái độ là 120V đó, anh em nhìn ha. Số 10 nó này qua một tí ha. Mình chuyển nó 300V nè, đó. Thì nó đứt kim ngay ha. Đó, và anh em chú ý nhìn giúp mình ha.
chỉnh thay độ 300V ha, mình chỉnh thay độ 1200V nó sẽ nhảy kim khác nha anh em. Đó thì mình đo điện trên 100V này mình không có dặn được 30V nha. Rồi cái này thì mình sẽ tắt, cái nó nguy hiểm. Giá là 300 nha anh em. Rồi, cái này mình sẽ test cái dạng mình đo hôm cho anh em con nè. Mình để chế độ là 1K ha. Nó khi mình chập chế độ 1K là nó sẽ lên cái này ha. Thì cái này nó để cho đó 1K ha. Và cái này khi mình để đồng hồ là chú ý là thẳng nha anh em, cho cái này nó chỉnh ngay cho. Cái này nó chỉnh ngay cho anh em chỉ xong nè. Đó. À, mình buông ra lại ha. Đó. Thì nó sẽ về lại vị trí không nha anh em. Đó, nó sẽ về lại vị trí không ha. Cái dây này của mình nó bị lỏng á. Đó. Đó, và cái này khi mình chập lại là nó cũng ngay vị trí đó là nó sẽ chính xác ha. Đây, chập lại lần nữa ha. Đó, khi anh em để cái nòng bằng đó, nó sẽ kim để lắc nha. Đó, lần thứ hai nè. Đó. Lần thứ ba nè ha. Đó, vẫn y vậy ha. Nếu mà cái này nó không ngay chút không thì anh em có thể dặn cái này nhẹ ha. Đó, mình chuyển sang chế độ X100 nè. Khi mình chuyển sang chế độ là mình sẽ chỉnh cái này lại nha anh em. Vì nó không có ngay ha. Đó ngay ha. Rồi mình sẽ chuyển sang chế độ 1X nữa nè ha. Đó. Không, nó sẽ nó lại vị trí khác nè, mình có thể dặn cái này ha. Đó ngay vị trí không ha. Đó thì mình buông ra. Đó, lên lại. Đó thì nó vẫn ngay vị trí không nha nè. Rồi tiếp tục thì mình sẽ đo điện. Mình sẽ đo pin cho anh em coi ha. Mình đang chỉnh là 30V đi. Cục pin của mình nó còn khoảng 10V hay 11V gì á. Thì mình sẽ đo đây cho anh em coi luôn ha. Đó, bên này ha. Bên này xài không xài nó còn khoảng bao nhiêu đó volt. Đây. Nói chung là mấy cái dây này nó cũng quan trọng đó nha anh em nhìn cái dây á. Đó. Rồi mình sẽ đo thử cái cục pin 14V này ha. Biết còn bao nhiêu volt nữa. Đó. Hôm nay mình cũng xài mình test máy đi đó. Mình đang để cũng vẫn để là chế độ 30V ha. Đó, vẫn để là chế độ 30V. Đó thì mình cầm cái đồng hồ lên thì nó sẽ đi được đó nó này nha nè. Đây ha. Đồng hồ kim thì nó khó nhìn nha anh em và nó có sẽ sai số hơn là đồng hồ điện tử ha. Mà tiếp tục mình đo thử một cục pin này cho anh em coi nữa ha. Cái này cũng cộng trừ đúng nha. Đó. Đây ha. Đó, cục pin này cũng khoảng 10-11V gì đó. Đó, mình chuyển sang chế độ 120V là cái kim nó sẽ nhảy khác nha nè. Đó, và chuyển sang 300V nó là sẽ nhảy khác ha. Nếu mình chuyển sang chế độ 12V đó. Đây cục pin nếu mà chỉnh sang chế độ 12V là nó gần tới gần cuối nha. Mà cục pin mình nó còn có 10V mấy à. Đó, mình chuyển 3V thì nó sẽ lúc kim này nè. Đó, không có đúng. Rồi thì cái này không có dây nha nè. Giờ anh em mua pin và phải xài mấy ra băng đàng hoàng ha. Thì nó kiếm nhẹ trên đây. Cái này cái công tắc này, cái công tắc ở đây á nó bị là không biết cái này là chỉnh cái gì nữa. Vì nó có ba cái lỗ này, E, B, C ha. Và cái này là thông số đó nè. Đó thì anh em nhìn thôi. Này giá 300 ha. Rồi cái này là số 2 nha nè. Số 2 nha. Còn tấm giấy đâu mất tiêu rồi. Số 2 cái đồng hồ này giá là 300 ha. Số 2 cái đồng hồ này giá là 300 nha nè. Rồi tiếp tục tới số 3. Số 3 là một cái thước này à. Thước này giống thước 45 độ cho anh em làm gỗ hay làm sắt gì đó ha. Của Senwa nha nè. Đó, cái cây này cũng còn khá đẹp. Đây 9 giờ nhà mới lấy vừa sáng luôn. Mặt dưới đây là nó cũng không có bị dập nha anh em. Đó và anh em nhìn trên đây ha. Nó xuyên qua luôn ha. Và bông hoa văn ha. Chữ nhật nó khắc cái hình chim phụng gì tùm lum đó nha. Đó, đây cũng vậy luôn. Chim phụng gì ha. Đó, thuốc này còn khá đẹp ha. Cái này là giá cái này bằng giống như nó là mạ epoxy còn bóng lắm nha anh em. Này chà lên rất là mới ha. Đó, cái này thì giá là 120.000 ha. 120.000 cái thuốc này. Số 3 120.000 nha anh em. Rồi số 4. Rồi số 4 là một cái vòi bơm hơi xe ra và xe hơi á. Cái này giá 180.000 ha. Nó có luôn cái đầu này là về anh em có đút xài á. Cái này mình bỏ nước là không xì nha anh em. Và cái này nó có hai đầu ha. Có một đầu là để thẳng nhẹ bơm, một đầu là nó để nghịch xuống vậy ha. Đó. Đó.
và lưu ý anh em xài dạng sát hay lại lâu ngày, nếu mà xài lâu quá, lâu ngày trong đây nó có phốt đó, phốt tròn mà cao su á, thì anh em nó bị xì thì anh em sẽ dặn sát cái này vô quở ra là vệ sinh không, hoặc là thay cái phốt đó nha. Hai đầu thì cái này mình xì thử ra hơi và không xì ha. Cái này nó có sẵn cái đuôi đây, về anh em cứ thay thôi. Thì cái này nó có chiều dài phải hai tấc nha, đúng là hai tấc. Cái này thì nó có cái mọc hình mặt trời ở đây nha nè, đó đây ha, đó, cái mọc hình mặt trời ở đây ha, đó. Và cái đầu dưới đây thì nó có số nè, đó đây ha, 20 VF2 ha. Cái này rồi, cái này số 4 giá là 180.000 nha anh em. Rồi tiếp tục tới số 5. Số 5 là một cái mỏ hôm cưa nha anh em, giá là 200k ha. Thì con này nó còn nước sơn còn khá là mới ha. Đó, hai bên còn khá đẹp ha. Và trong đây nó có cái mã số ký hiệu nha anh em. Mã số ký hiệu trong đây ha. Đó, và cái này sơn màu đỏ rất là đẹp nha anh em. Đó. Cái dặn này cũng còn mới. Showmax Lô chấm 250 anh em nhìn thấy không? Đó, thì cái này có giá là 200k cho cái số 5 ha. Đó, nước sơn hai bên còn đẹp. Đó. Và cái chỗ bấm lưỡi đây thì nó sẽ hơi bị dính dơ xét tí nha anh em nhìn thấy không? À, bấm lên xuống thì nhẹ nhàng nha anh em. Đó. Đó, tục lên tục dớp xuống nhẹ nhàng ha. Và cái con ốc này để anh em dặn cho chỉnh cái này ha. Xoay tròn cái này để chỉnh ha. Đó, thì xoay cái này dặn ra sẽ xoay được ha. Đó. Xoay cái này tròn ha. Đó, và muốn chỉnh theo cỡ nào thì chỉnh ha. Cái này gọi là mở hôm cưa nha anh em. Đó. Giá là 200k cho số 5 ha. Rồi tiếp tục tới số 6. Số 6 là một cái dũa, một mặt hình như là dũa gỗ, một mặt hình như là để dũa sắt đó nha anh em. Thì cái này có tổng chiều dài cái phần lưỡi dũa của nó là nó 23, tổng luôn cán là 25 ha. Và nó hai bên ha, một bên răng hiển, một bên răng bự á. Nó để cho anh em cầm về đẩy ha. Đó, và cái này có giá là một số 6 ha, 150.000 nha anh em. Răng nó hơi dính dơ tí nha. Đó, mà còn rất là và bén và mịn ha. Đó, để anh em đẩy ha, cái này là số 6 giá là 150.000 ha. Rồi, số 7 là một cái con Eto này nha anh em. Cái tô kẹp bàn mini, mà được cái con này thì có cái mặt trên đây nó có luôn cái phần đe ha. Và ngàm con này hình như là đây, nó để hiệu này chỉ Lucky thôi nha nè, 75 ha. Đó, à, mình sẽ dặn sát cho nè. Cái này nó còn mới thì nó sẽ ít rơ nha nè. Eto thì nó sẽ có rơ ha. Mấy Eto mini nhỏ này, cái con này nặng khoảng 2kg nha nè, ký 8-2kg gì đó. Đây, dặn sát vô cũng còn rất là đẹp ha. Được cái có cái phần mặt đe trên đây cũng bự nha nè. Cái phần mặt đe trên đây nó là đây, cái ngàm này chiều dài của nó là 75 nè không? Đó, là 75, nó để về chiều ngang 75 ha. Đó. Còn chiều đó, chiều cái mặt đe nó là khoảng 50 nè anh em ha. Và đây nó có cái lỗ để cho rớt bụi xuống á. Và ngàm nó mở tối đa hình như là 50 nha anh em. Thì anh em lưu ý cái cốt này nó dài ra tới đây thì anh em dặn cái cho nó vừa tới đây ha. Đừng có dặn mình dặn ép quá. Mình dặn ép quá thì nó sẽ thuộc vô hoài, nó dễ bị hơi cái cốt và nó sẽ lỏng cái này nha nè. Đó, cái này mình dặn ra dặn vô nhẹ nhàng ha. Nước sơn xanh này cũng còn khá đẹp ha. Ở đây để cho anh em kẹp vô cái phần sắt hay là cái phần gỗ gì đó, đó để cho anh em đó, cho anh em làm á, để chết một chỗ ha. Và cái này dặn ra dặn vô thì mình sẽ có cho anh em coi ngàm ha, còn nhẹ đó. Cái này cho về dầu mỡ vô là dặn re nha. Cái này cái giá số 7 là giá là 500k cho cái tô này nha anh em. Đó, 500k ha. Đó. Và ngàm dặn ra dặn vô nhẹ nhàng ha. Đó, thì ở đây nó có cái hai bên này nó có cái này sát lại nhau nha nè, ngàm bằng ha. Thì đây nó còn đẹp, cái này mình chưa có đánh luôn mà nó còn đẹp vậy ha. Đó. Đó, thì mình sẽ dặn sát lại nha. Đây, cái này cũng nhẹ nhàng ha, để cho anh em kẹp vô á. Vô gỗ dày hoặc là miếng sắt gì đó ha, trên gì đó ha, để cho anh em để chết lại làm cái nhiệt tình tiện ha. Đó, thì cái này cái số 7 có giá là 500 ha. Đây, ngào vô ha, và anh em chú ý nhìn dưới đây ha, không có một rãnh lỗ nhìn qua ha. Đó. Đó, thì cái này có giá là 500k nha. Bên đây nó chính nước sơn nha. Đó, Lucky. Đó, 75 mà chiều ngang là 75 nha anh em. Đó, cái này nặng khoảng 8-2kg gì đó. Rồi số 7 này là giá 500k ha. Rồi thì cái số 8 này là một cái con máy này, nó là 132 nha anh em. Tem còn đẹp ha. Thì cao su đây cũng còn. Nó có luôn cái miếng này nha anh em. Miếng này ha. Đó, cái này thôi nha, nhưng mà mắc miếng cao su trắng nha. Con này thì mình gỡ rồi để mình thử á.
cái này còn bàn phím luôn nha nè, còn bàn phím mà luôn ha, giá máy với vỏ pin nha nè. Đó thì có chi như trên đây mình sẽ quay như trên đây cho nè, này có nè ha, và bên đây nó có cái móc đi kèm theo nó với một cái vỏ pin luôn nha nè, vỏ pin 14V đó, giờ cho anh em đóng pin luôn. Đó dưới đây thì nó mắc cái tem rồi, nhưng mà con này bên đây cái chữ này nó cũng hơi mờ rồi nha nè. Đó thì đầu con này cũng cứng nha, không có rơ nhiều. Thì giá thân máy vỏ pin cái số 8 nha anh em, giá 1 triệu nha, 1 1 1 3 2 không than nha. Con này nó bạc đạn nó kêu, nó bạc đạn sau nó kêu nha. Nó ở đây mình mở rồi á, nó mình gắn vô lại 4 ngọt, ở đây mình sẽ bồi cục pin mình test cho anh em coi ha. Thân máy vỏ pin nha anh em, giá là 1 triệu ha. Thì bên trong ngoại hình nó còn khá đẹp ha, thì cái này lát mình sẽ bấm cái bạc đạn này ra mình bỏ mình thay nha anh em, nếu mà trên đây có thời gian mình sẽ thử luôn á. Đang chạy là số 3 ha. Rồi. Số đây là số nè, số 1 nè. Đó, số 2 nè. Đó, đảo chiều thử nè không? À, đảo chiều thử nè. Đó, rồi số 3 nè, anh em nhìn đường tốc nó có hết nha. Mình sẽ tặng thêm một cái bạc đạn mini cho anh em về ha, anh em nào tự thích thay thì thay theo ý muốn của mình ha. Đó, và con này có bàn phím đầy đủ ha. Đó thì mình lát mình sẽ ráp ốc vô đầy đủ, mình sẽ giao cho anh em thân máy vỏ pin nha anh em. Rồi giá số 8 là 1 triệu ha. Đó thì ngày hôm nay thì mình có mấy món, mà đi được mấy món mình cho nên mấy món nha anh em. Bây giờ ngày nào mình cũng đăng video nha, những ngày mình không có đồ bán á, thì mình sẽ đi quay thực tế ở ngoài bãi á. Sáng mình đi đó mình quay sẵn này mình để cho trong cái điện thoại gì đó, bữa nào mình không có đi á, thì mình sẽ đăng cái clip lên, mình đăng cái clip cho anh em đi coi thực tế ở bãi á, những ngày mà đi lấy hàng đó, giành giật những món hàng đó đó, thì em thấy hay thì cứ đăng ký kênh giúp mình ha. Và lưu ý nhắc lại ha, tất cả đồ trên đây mình bán, ai chuyển khoản cho mình bao hết tất cả phí vận chuyển nha nè, nhận hàng khỏi phải trả gì nữa. Và anh em nào xem kênh lần đầu á mà muốn mua hàng á, thì bạn nhớ bấm đăng ký kênh, và đăng ký kênh nên bấm cái chuông thì lần sau nha, mình đăng video nó sẽ thông báo lại nha nè. Rồi thì mình chào anh chị và các bạn ha, hẹn anh chị và các bạn vào clip sau của mình ha. Hôm nay thì được có 8 món thì mình ăn 8 món luôn.